22 tháng 2 năm 2022. Cây mua 20 triệu, giờ giao lưu 22 triệu đây. Để lấy may lấy vui đây. Mời các bác nhào vô. Nhào vô lần đầu tiên đăng cây và báo giá. Mời các bác xem. Lạnh quá các bác nhỉ. Hết mưa mà vẫn lạnh quá. Đấy, hôm nay ngày rất đẹp các bác, ngày 22 tháng 2 năm 2022. Toàn là hai thôi. Mở mắt ra là dắt xe ra đi một đoạn là thùng xăm thay xăm, rách xăm. Ông sửa xe ở vỉa hè lấy 120 cái xăm. Đấy. Xong rồi ngồi 2.000 tiền nước chè. Hôm nay có vẻ là lắm số 2 đấy các bác. Đối với các bác ngày đẹp không, đối với mình thì không biết thế nào. Đấy, mở mắt ra đã phải dắt xe rồi. Thì hôm nay chia sẻ các bác cắt cái cây này. Ở đấy, cây này lại cũng có một cái số 2 nữa. Là mua 20 triệu. Đấy, thì hôm nay để xem vui vẻ giao lưu 22 triệu xem là cái này mua cách đây 2 năm. Thì bây giờ giao lưu 22 triệu xem là có ok không các bác nhé. Toàn 2 thôi. Còn chả bác nào ưng hay là thấy như nào thì thôi. Nhưng mà đấy, cứ hôm nay cứ mạnh dạn gọi là báo giá nhiệt tình luôn cho các bác giao lưu cây xem nào. 22 củ. Đấy, còn hết còn sau đấy thì hôm nay là đang đẹp ngày thì ngày nó có số đẹp chứ không biết ngày nó có đẹp không, nhưng mà số nó đẹp. Để mạnh dạn để cho nó thêm vài số 2 nữa cho các bác xem. Báo giá 22 đồng các bác nhé. Lần đầu tiên báo giá cây ở trên video này. Đấy, biết đâu sau video này lại có khứa chăng, lại có tiền. Đây, nói vui các bác thì lời lãi thì nó chả được bao nhiêu nhưng mà nó vui. Chia sẻ các bác một cái cây xanh quê nó khá là hòm hòm rồi, rất già mà và cũng không hề phải là mini, là một người bê rất là nặng đấy các bác nhá. Đấy, cao tầm khoảng 40 phân. Bây giờ tôi xin phép tỉa qua cho nó chút, xem nếu mà cần thiết vặt lá thì vặt, không có thì cứ để tỉa qua cái đã các bác nhá. Vì nó cũng hòm hòm rồi mà để nó um tùm thì nhìn mất tán, thì mình giữ form cho nó lạnh thực sự, run rẩy. Cắt mà còn tay nó co rúm hết lại các bạn.
chịu. Gió nó gió nó lạnh hơn rất nhiều lần.
thế. Lạnh lắm các bạn. Hôm nào nắng giáo thì xin bật lá cho nó sau. Hôm nay tỉa qua cho nó gọn. Có tí lạnh ra. Lạnh lắm. Thôi thật đấy, nếu các bác nào chơi về bác còn có việc mà làm các bác ạ, cũng ngon phết đấy, không không phải là đơn giản đâu. Này nó già, nhìn các bác nhìn nó già này, không không có sẹo đâu, không có sẹo đâu. Những cái này thì nó là cái phần cắt chuyển thôi, nó không có cái gì đáng ngại đấy. Các bác xem này, để lại xanh xanh tí cho nó ấm. Với lại cũng mất thời gian lắm, nếu mà cắt hết lá thì mất thời gian lắm. Thôi để mấy hôm nữa nắng giáo thì làm. Biết đâu đấy có bác nào bác ấy yêu thương thì bác ấy sơi về thì bác ấy còn có việc để làm. Bác ấy nhặt lá đi nhìn nó lại có cái cảm xúc mới. Đấy. Tôi cũng thế, tôi mua cây mà không được làm thì tôi thường tôi không mua. Cây gì phải có đẹp xấu hay như nào thì không rõ, nhưng mà phải có cái ý tưởng mình về mình làm ngay ấy, thì mới chơi. Hai kiểu như mình đánh dấu lãnh thổ quá. Đây các bác xem. Đấy. Hòm hòm đấy, các bác có thể đi chơi được rồi đấy. Không phải là cái đồ phôi đâu, mà là rất là điệu đà rồi đấy các bác. Nhìn các bác nhìn nó giống cái cây đầu làng ấy. Cái phần bệ của nó mà rộng thêm một chút nữa thì tuyệt vời. Nhưng mà tôi nghĩ cái cây này nó có giá cây dáng rất là cũng rất là hay này. Các bác nhìn này. Phần của nó già đi kinh khủng. Đấy, còn nó trườn này này. Đấy, nó rất là tự nhiên các bác. Rất là tự nhiên. Đấy. Ok. Chúc các bác một cái ngày số đẹp mà thật may mắn nhá.
biết đâu hôm nay nó lại nhiều vác sau sau 6 giờ thì lại lại yêu đời hơn thì sao. Tôi không ham hố cái món đỏ đen ấy, nhưng mà nhiều bác thì vẫn đang đam mê cái món lắm, thì cũng chúc các bác nào mà chưa về bờ thì về bờ nhá, bác nào mà đang cần vốn thì kiếm được vốn. Còn chúc cho tôi sẽ bắt tay được với một bác nào lấy cái cây này. Rồi, cảm ơn các bác nhé.